Người mẹ mê muội. Có một nữ sĩ ở Đài Loan, thời trẻ tại quê nhà, bà từng hạ sinh một bé gái. Bởi vì năm đó là năm con dê, bà cho rằng sinh gái là không cát tường, nên đã nhấn con gái vào thùng nước dìm cho chết. Kể từ đó, toàn thân bà đau đớn không ngừng. Sau này trong pháp hội nơi xứ nọ, bà bị chu cư sĩ ngồi cạnh tôi nói một câu vạch trần ra hết chuyện này. Lập tức người mẹ từng giết con tàn nhẫn kia bị hàng trăm người tại hiện trường xúm nhau trách mắng. Nửa tiếng sau, đột nhiên căn bệnh đau đớn của bà tiêu hết. Bà vô cùng cảm tạ chu cư sĩ. Chu cư sĩ bảo bà: "Bà phải cảm tạ những người vừa chửi mắng bà, chính là họ đang giúp bà tiêu nghiệp đó. Do vậy, chúng ta đối với người chửi mắng mình không nên sinh tâm sân hận, mà phải dùng tâm thức tỉnh cảm tạ tri ân mới đúng. Vì có thể chính nhờ người mắng ta ngay mặt hoặc thóa mạ sau lưng mà các bệnh khổ của ta mới mau tiêu trừ. Còn có nhiều người trước khi tin Phật thì không bị gì, nhưng sau khi thờ Phật trì giới tụng kinh rồi lại phát bệnh nặng. Đây chính là hậu báo chuyển thành tiền báo, nghĩa là báo ứng đời sau được trổ sớm ngay trong đời này, và trọng báo đang chuyển thành khinh báo. Chính nhờ họ lễ Phật niệm Phật mà được tiêu nghiệp. Nếu như vì phát bệnh mà khởi niệm không tin Phật, thì giống như đã vào núi báo mà không thấy trân bảo, lại quay về tay không. Thật rất đáng tiếc vậy. Chúng sanh sở dĩ không tin Phật Pháp, sanh nhiều nghi ngờ, toàn là do gốc phiền não vô minh. Thấy biết vọng khởi điên đảo nên mới cho khổ là vui, không hề biết vui này chỉ là tạm, là vui trong chớp mắt thôi. Và loại vui này hễ có thân thì có khổ, giống như kẻ nhậu nhẹt nhiều cảm thấy sướng vui, nào biết gan đã bị tẩm rượu, lâu dần sẽ mắc bệnh sơ gan phình trướng. Còn người hút thuốc nhả khói, thấy đầu óc lân lân sảng khoái, cho là như thần tiên, nhưng lâu dần phổi bệnh nặng. Người ưa ăn thịt chúng sinh, đem thi thể chúng sinh bị giết tẩm ướp gia vị cho ác mùi xú uế, chế thành mỹ vị để tự lừa mình, đó thật là ngu si đáng thương. Càng chẳng biết trong chữ nhục là hình ảnh tượng trưng cảnh người nuốt người. Bạn xem chữ nhục có hình miệng người há ra nuốt người vào trong. Chữ Hán bản gốc này là do Đại Bồ Tát đến nhân gian tạo thành, nhằm khai mở điểm hóa tâm vô minh của chúng sinh. Nhưng chúng ta không có chút tỉnh ngộ, cứ cho giả là thật, lấy khổ làm vui, còn nói chi đến những người mê sắc dục cho đó là vui. Họ sống buông thả, thích nhiều tình lắm ái giữa nam nữ, hằng ngày phóng túng gần gũi bất đoạn, chẳng hề biết tinh nam dịch nữ là tinh hoa của mỗi người. Nếu ngày ngày cứ để chúng mặc tình rò rỉ tiết lậu thất thoát, không khống chế nổi, tức là bị bệnh rò rỉ tinh dịch. Như vậy vẫn chưa đủ, người ta còn săn tìm, dùng đủ loại thuốc tráng dương cường âm, ép thân phải rò rỉ nhiều thêm, vì ngày nào cũng muốn làm tân lang tân nương, muốn hưởng thụ nhục dục cho thật nhiều, vì nghĩ đó là khoái lạc. Họ nào biết tinh hoa chính là sinh mệnh, nếu để rỉ ra thường xuyên sẽ khiến tinh thần mỏi mệt, sức lực cạn kiệt. Chưa kể thuốc tráng dương là chất kích thích, nếu dùng thường sẽ di hại cho tim gan thận, tạo thành tai ương họa bệnh. Hiện nay Phật giáo và khoa học đều nói thọ mệnh con người đúng ra là được sống đến 120 tuổi, nhưng vì sao chẳng thọ tới đó nổi? Khoa học bảo là do con người ăn phải thức ăn nhiễm độc mà thành, nhưng Phật giáo thì nói đó là do sát sinh, giảm thọ, dâm dục, tổn thân. Vì mỗi ngày khi con người ăn thịt chúng sanh sẽ bị giảm đi một phần thọ mệnh của mình. Nếu đích thân tự giết, đoạn mạng vật đang sống, thì mức giảm thọ lại càng nhiều. Bạn đoạn mệnh chúng sinh, tức là đang làm ngắn lại tuổi thọ của mình, mà bạn hoàn toàn không hay biết, thậm chí cũng không tin vào lý này. Ngài Tuyên Hóa Giảng, người sống đến 70 tuổi gọi là tuổi cổ lai hy xưa nay hiếm. Trừ đi tuổi thơ ấu và lão niên thì khoảng thời gian để dùng đâu có nhiều, bởi một nửa đã chìm trong ngủ nghỉ.
Thế nên ngoại trừ công tác ăn ngủ ra, bạn phải lo tranh thủ tu hành để cứu pháp thân huệ mạng của mình. Luôn cảnh giác vô thường ập đến. Bạn cho rằng con cái đầy nhà là vui ư? Nhất là vào thời chữ hiếu bị thiếu như hiện nay. Hãy kiểm xem ta thấy có bao người con thật sự hiếu thuận, đã chứng kiến qua bao cảnh người già được hạnh phúc sướng vui. Trái lại, ta nghe kể rất nhiều về chuyện cha mẹ bị nghịch tử ngược đãi, thậm chí chúng còn muốn giết cha mẹ. Mới đây, đài truyền hình đưa tin có một đôi vợ chồng già khóc ngay trại tạm giam kể rằng họ bị con cái ngược đãi, cuối cùng do hết chịu nổi nên đã làm cho con tử vong. Nếu không phải con ép cha mẹ vào đường cùng thì sao cha mẹ lại hành động như thế? Vì sao mà đến nỗi này? Bởi những nghịch tử ấy có thể chính là trước hoặc sau khi cha mẹ kết hôn, hay ngay trong đời trước chúng từng là những loài vật mà họ đã giết ăn qua, hoặc là những kẻ cừu nghịch khác quyết tìm đến đầu thai làm con để báo thù họ. Nguyên nhân chính là do thiện duyên hay ác duyên, vì thiếu nợ nên bị đòi. Ngay cả khi ta được sinh lên cõi trời hưởng phúc thì khi phúc hết cũng phải sa xuống đọa vào ác đạo, thân bị giam hãm trong tam đồ. Nếu thực sự đã minh bạch cái lý này rồi, bạn còn cho tam giới là vui hay sao? Do vậy mà Phật bảo chúng ta nên lấy giới làm thầy, phải nghiêm trì giới luật mới có thể ra khỏi tam giới, lìa khổ được vui. Ha ha ha, 问三摩地所